Hello các bạn, lại là Xuân Đẹp đây. Thì ở video này á, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thao tác của thiết kế phần nắp ba nha các bạn. Thì nắp ba mình sẽ thiết kế phần này nha. Thì ở video trước chúng ta đã cùng nhau setup cái môi trường để chúng ta code rồi. Thì ở video này chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế phần nắp ba. Thì không lòng vòng nữa, thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Let's go thôi. Ok, trước hết các bạn mở project các bạn lên cho mình nha. Ở đây mình đã cùng nhau setup cái môi trường như vậy rồi các bạn, và style state các bạn. Ở đây mình đã cùng nhau thực hiện cái bảo video trước, chúng ta đã cùng nhau thực hiện setup cái môi trường này rồi. Ok nhá. Và chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết các bạn quay qua file index cho mình. Trong file index các bạn, bạn kéo xuống đây, ngay trong cái thẻ body này các bạn. Body là phần thân của trang website nè. Thì các bạn thực hiện thao tác như sau, mình khai báo cho mình cái một thẻ nắp nháp nha. Một thẻ nắp. Trong hệ nắp này các bạn, bạn sẽ cho mình một cái hệ div, một cái div nha. Một cái div này á, nó có class như sau, bạn chấm một cái, bạn ghi là class bằng ghi class là container nhé, class container. Thì nó sẽ chứa các link của chúng ta nha, chúng bạn khai báo như vậy đi. Thì mình sẽ từ từ mình sẽ theo cái luồng flow code nha các bạn. Thứ nhất, class này có một cái class container. Tiếp tục bạn cho mình một cái thẻ hệ A nha, là cái hệ link. À, chúng ta sẽ link cái một grep này á, chúng ta sẽ làm cái icon, làm cái logo của chúng ta. Thì ở đây á, mình sẽ cho một cái thẻ là thẻ H3 nha. H3. Thì ở đây á, các bạn cái logo, các bạn hay đặt tên gì cũng được. Thì ở đây mình sẽ đặt tên là Sondep nha. Sondep. Sondep. Ok. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ thực hiện thao tác như sau. Bạn xuống di động ở đây. Bạn khai báo mình vẽ UL là thẻ danh sách nha. Danh sách này là không danh sách, không không thứ tự. Ok nhá, thì mình sẽ cho nó một cái UL. Và tiếp tục mình sẽ cho thẻ li. Thẻ li này á, mình sẽ cho một cái trong đây mình có một cái thẻ a nha. Thẻ li, trong thẻ li có một thẻ a. Thẻ a này chúng ta sắp grep nó đến một cái phần tử thân này á, thì bạn từ từ mình sẽ hiểu. Khi chúng ta bấm vào thân á, khi chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên trang trang chủ của chúng ta nhá. Và tiếp tục cái trong thẻ a này các bạn, bạn sẽ ghi chữ là home như mình, home. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ xuống dòng ở đây, bạn khai báo mình một cái thẻ li. Tiếp tục bạn khai báo một cái thẻ a. Trong cái ah grep này chúng ta sẽ link đến cái index about. Ok nha, about. Thì mình khai báo như vậy đi. Thì từ từ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau. Ở đây á, về cái trình độ beginner nha các bạn. Nếu các bạn đã hơn cái trình độ này thì các bạn hãy tua video nha. Ok. Li. Chấm A. Li đi vào ha. Và tiếp tục bạn ghi h grep nó tên cho đến cái địa chỉ là about rồi. Tiếp tục là cái skill, là kỹ năng. Và đây mình sẽ đặt lên là skill. Skill nhá. Và tiếp tục bạn xuống dòng bên đây, mình khai báo mình có hệ li nữa. Trong hệ li này á, mình sẽ có một hệ a và grep đến trong nó đến cái địa chỉ là skill rồi. Rồi skill service dịch vụ nha bạn, service. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ trong hệ a này mình ghi chữ là service luôn, service. Ok nhá. Và tiếp tục các bạn, mình sẽ qua dưới đây, mình xuống dòng ghi chữ là khẽ li nhá. Một cái li mình ghi chữ là a. Trong cái a này chúng ta sẽ grep đến cái file là contact nhé. Contact là liên hệ như vậy, contact. Ok, và ghi chữ là contact. Rồi tiếp tục các bạn, sau khi mình đã khai báo link như vậy rồi, bấm Ctrl S nha, Ctrl S. Và chúng ta bấm lưu, bấm Ctrl S là để lưu các bạn. Và chúng ta bấm vào cái chỗ này nè, nếu các bạn hãy cho chữ roll clip nè, mình bấm vào chữ roll clip nha. Ok, bấm vào roll clip, chúng ta chạy cái trình duyệt của chúng ta thôi. Ok các bạn, đây các bạn, thì chúng ta đã khai báo phần xung đếp là cái tên nè, là cái logo chúng ta nè, và cái link là mấy cái link chúng ta nè các bạn. Và chúng ta quay lại dự án nha. Trong đây nữa tiếp tục các bạn, bạn sẽ xuống dòng ở đây mình khai báo mình một cái hệ bottom nha, xuống hệ một UL mình khai báo một cái hệ bottom. Bottom này chúng ta sẽ khai báo một cái khi chúng ta muốn chúng ta responsive á, trên giao diện là mobile thì chúng ta có một cái menu để chúng ta gom lại các bạn. Ok cho nó rộng. Trước hết mình khai báo như vậy. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ lên cái file cái Google của mình nha, lên Google, bạn gửi cho mình chữ là phong i google.com nhé, icon nhé, là cái trang này các bạn, mình ghi cho mình cái địa chỉ này nha. Và tiếp tục bạn chọn cho mình là chữ là sap cho mình, sap. Ok nhé. Và mình gửi trên đây cho mình cái hành công con hành search nè, mình gửi cho mình chữ là design, sorry, gửi chữ là menu. Ok nhá. Đây ngay chỗ menu là bạn bấm vào đây cho mình nhá, bạn bấm vào chữ menu. Và mình tiếp tục bạn kéo xuống đây cho mình, kéo xuống đây ngay chỗ là insert the icon này các bạn, bạn copy cái đoạn này cho mình nhé, cần cho c nó. Và tiếp tục bạn xuống quay lại cái dự án chúng ta nè,
bạn bắt vào cái hẻ bottom cho mình nha, bắt vào hẻ bottom cho mình. Ok, mình sẽ cho nó gọn lại nè. Ok nhá, gom này cho nó gọn lại các bạn, nó cho nó trên một dòng thôi để cho nó tái cho nó nhìn cái code nó clear hơn nha. Ok, tạm thời như vậy. Và tiếp tục các bạn, bạn xuống như là bạn cho mình cái xuống đây, mình khai báo mình cái một cái tùm nữa để chúng ta đóng cái code nha, đóng cái menu của chúng ta. Thì chúng ta ở đây bạn khai báo mình một cái là mình copy trên đây luôn nè, cái span này các bạn, copy cái span, hệ span mình luôn nha, mình bắt vào đây cho mình Ctrl S nha. Thì chúng ta sẽ thay đổi một cái vài cái tự thôi các bạn, rồi xóa cái menu luôn. Ok nhá, và ghi chữ là close, close là đóng, là một cái dấu ít các bạn. Ok nhá, cảm thấy như vậy. Và chúng ta quay lại cái trình duyệt chúng ta coi như thế nào nha. Personal nè các bạn, menu. Đúng rồi các bạn, mình quay lại cái dự án chúng ta nè, icon nhá, icon Ctrl+S coi coi nó chạy như sao. Mình đây mình copy cái này luôn các bạn. Nhất là mình qua cái hàng spam, qua cái material symbol nè, mình chọn là material icon nhá, material icon. Tiếp tục bạn chọn là shape cho mình, shape trong bấm về menu. Và tiếp tục bạn xuống dưới đây, ngay chỗ này là các bạn, mình copy cái đoạn này cho mình nhá, copy cái đoạn này cho mình. Ok nhé bạn. Tại vì mình chưa khai báo cái framework các bạn, thì mình qua đây lại dự án này. Mình tỉnh hơn các bạn, thì mình là beginner, mình tầm làm chậm chậm để mình hiểu nhá, hiểu vấn đề chúng ta đang làm phần nào nha các bạn. Mình đừng gấp các bạn, bấm Ctrl+S. Ok, chúng ta coi ra coi nó chạy như thế nào rồi. Ok được nè, thì chúng ta sẽ sửa cái phần này thôi nhá. Ok, bạn thu nhỏ lên mình nè. Nhất á, bạn coi cái hàng span nè, hệ span mình chúng ta copy á, thì chúng ta coi cái hàng link như thế nào nha. Bạn coi nè, mình sửa lên material icon nè, bạn bỏ mình chữ là icon thêm chưa, thay đổi mình cho icon cho hai cho cái symbol cho mình nha, cái symbol. Rồi ok, bấm Ctrl+S cho mình nhá, và chúng ta coi cái gì chúng ta như thế nào. Ok, thì có hai cái icon là cái icon menu và cái icon close. Ok nhá. Và tiếp tục sau khi mình đã khai báo một cái khung như vậy rồi, thì chúng ta bắt đầu sẽ CSS cho nó nha. Và bạn qua cái file style CSS cho mình. Trong file style CSS này á, mình sẽ thực hiện thao tác như sau. Thứ nhất, bạn khai báo xuống dòng đây, thì xuống dòng đây mình khai báo với mình một cái comment nhé, một cái comment control, bấm phím control một cái sẹt thì chúng ta sẽ comment nó nha. Thứ nhất comment mình ghi chữ đây á, mình ghi chữ là nap nap ba nha, nap ba. Thì chúng ta biết để chúng ta comment như vậy nhằm mục đích là chúng ta biết chúng ta đang làm cái phần nào. Ok, trong đây app 3 này cứ hết bạn khai bạn CSS cho cái hệ nắp mình cái hệ nắp á, thì cái hệ bao bọc cái nắp 3 của chúng ta. Nguyên chữ là width là cái chiều rộng, width là chiều rộng, width là chiều rộng, cho nó là 100% nhá. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ xuống dòng bạn khai báo cho mình một cái hay là cái chiều cao các bạn. Sorry, hay 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 là chiều cao, bạn khai báo cho mình cái hay là 5 RAM cho mình nhé, 5 RAM. Và tiếp tục bạn xuống dòng, bạn khai báo cho mình một cái thằng nữa là background, background cho mình nhé. Cái background mình ghi đến là var, rồi mình sẽ gọi đến cái biến mà chúng ta đã khai báo trên code variable các bạn. Biến là color 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 white, color white nhé. Và tiếp tục bạn cho mình cái display, xuống dòng mình khai báo một cái display, mình cho nó là flat cho mình nhé, flat display flat. Và tiếp tục bạn xuống dòng dưới đây, bạn khai báo cho mình một như sau. Nhất là display là flat, và mình cho nó là cái top các bạn, cái top thì mình cho nó là mình là hai đi, không đi, không nha, không. Và tiếp tục các bạn, bạn khai báo mình cái align item, một cái align item nhé, chúng ta cho nó là center. Tiếp tục bạn xuống dòng mình khai báo mình cái justify content mình cũng cho nó là center cho mình luôn. Và tiếp tục bạn bạn xuống dòng đây mình khai báo mình cái yes index nhá. Trong cái z index này á, nhà mình cho nó là cái là 2. Và tiếp tục các bạn, bạn xuống dòng đây mình khai báo mình cái border border radius ở đâu, border border bottom nhá, border bottom thì chúng ta sẽ cho nó như sau. Thứ nhất bạn cho nó là một pixel solid, kiểu là kiểu solid nhá. Và cái màu á thì chúng ta cho nó là color white nhá, color white. Ok, tạm thời như vậy. Color light cái màu mà nó mờ mờ xíu bạn, color light nhá. Tạm thời như vậy, mình bấm vào chỗ này, mình xuống dòng như này các bạn, mình cho mình cái position nhá, một cái position bạn cho là fixed cho mình, fixed. Ok nhá, bấm Ctrl S cho mình nhá. Và tiếp tục chúng ta coi cái trình duyệt chúng ta chạy như thế nào nha các bạn. Bạn bấm vào đây, mình sẽ thu nhỏ cái này đáp lại.
Ok, để cho các bạn dễ hình dung hơn các bạn. Nhất là mình khai báo một cái quýt là 100%, quýt là 100% và 5 RAM. Cái background hình cho nó là color white, display kiểu là display là flat cho mình, top thì bạn cho nó là không. Và tiếp tục cái align tầm chúng ta cho là center, justify content thì các bạn cũng cho là center, position thì cho fixed. Ok, point the bottom thì mình cho là 1 pixel solid và color white. Ok. Và mình xuống dòng đây, sau khi mình đã khai báo mặc định cho mình khai báo cho cái hàng này hẻ nắp rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái khai báo một cái hàng nữa. Nhất á, bạn khai báo cho mình một cái hàng là cái tên là nắp container nhé. Nắp chấm container container mình, cái hẻ nắp đi vào cái class đi vào sorry mình cắt ra một cái class đi vào cái class là container. Trong class container này các bạn, mình sẽ thực hiện thao tác như sau. Thứ nhất, mình cho cái display, display là flat cho mình. Và tiếp tục bạn xuống dòng, mình khai báo cho mình một cái thằng có tên là justify content. Justify content bạn cho nó là center. Sorry, mình sẽ cho nó hai cái cách nhau, một cái logo nó nằm bên trái và cái mấy cái link của chúng ta sẽ nằm bên phải, thì chúng ta sẽ cho nó space between để cho nó căng hai bên hai đầu nhá. Ok, tạm thời như vậy. Nó ra hồn như vậy. Ok. Và tiếp tục các bạn, mình sẽ xuống dòng, mình khai báo mình cái align tầm. Align tầm chúng ta sẽ căng cái trục của nó, cái trục có ra shift á, thì chúng ta cho nó center nhé. Trục center. Nếu mà bạn lập học cái Flexbox rồi thì mình sẽ này cái phần này mình sẽ, các bạn cái cũng sẽ hiểu các bạn. Ok. Tiếp tục mình cho cái align tầm là justify content space between, rồi align tầm chúng ta cho center và cái chiều cao á, chúng ta cho quy định cái chiều cao cho nó là hay hay cho mình là 100% nha, 100%. Ok, cũng cần cho S cho mình nữa rồi. Ok, tạm thời như vậy các bạn. Và tiếp tục các bạn, mình sẽ thực hiện thao tác là ẩn đi cái phần menu này, ẩn cái menu và close này nha các bạn. Mình xuống dòng như đây, mình khai báo mình như sau. Nhất á, các bạn khai báo là đi vào cái hẻ nắp, đi vào cái hẻ bottom như mình. Chúng ta sẽ ẩn đi cái bottom trong hẻ nắp này nha. Nhất á, bạn ghi chữ là display, display là none, none như mình. Để chúng ta ẩn nó đi. Control S nha. Ok, tạm thời ẩn đi các bạn. Và tiếp tục bạn xuống dòng ở đây. Mình khai báo cho mình cái hẻ nắp. Bây giờ chúng ta sẽ CS cho thằng luôn cái hẻ logo chúng ta nha. Hẻ nắp đi vào đi vào hẻ H3. Và chúng ta sẽ cho nó cái color. Cái color nha. Mình ghi là và color primary nha, primary. Ok, tạm thời như vậy, bấm Ctrl S nha các bạn. Ok, nói cái màu xanh xanh đậm đậm xíu các bạn, một tím tím của chúng ta ha. Và tiếp tục các bạn, mình xuống đây mình khai báo mình một cái hàng nap đi vào cái hẻ, đi vào class là container, và tiếp tục bạn đi vào hẻ UL. Trong hẻ UL này các bạn, mình sẽ thực hiện thao tác sau. Nhất, mình cho display là flash cho mình flash nha. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ thực hiện thao tác như sau. Bạn xuống xuống dòng, bạn khai báo mình một cái thằng có tên là hey. Cái chiều cao á, mình sẽ quy định cho nó chiều cao là 100%, 100% luôn. Hey mình cho nó 100%, hay 100% nhá, hay 100% luôn. Không phải cho hết nha. Ok, tạm thời như vậy, cái chiều cao mình quy định nó 100% tối đa luôn. Tùy theo trình duyệt, nó tùy chỉnh hay trình duyệt các bạn. Nắp, mình cho nó nắp. Đi vào class là container. Và tiếp tục bạn đi vào hệ UL. Trong hệ UL này á, các bạn, mình sẽ thực hiện thao tác như sau. Trong hệ UL, và tiếp tục mình đi vào cái hệ UL rồi, mình sẽ đi vào cái hệ LI luôn. Đi theo vào LI, và đi vào hệ A. Bây giờ chúng ta sẽ set cho cái thằng Home, About, Skill, Survive, Contact các bạn. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Nhất á, các bạn sẽ cho cái chiều cao như mình. Cái chiều cao á, thì bạn cho nó là hay, 100% như mình nhá. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ cho mình cái width. Cái width là cái chiều ngang, cái chiều rộng các bạn. Bạn sẽ cho nó là 7 RAM nhá, 7 RAM như mình. Và tiếp tục các bạn, mình sẽ cho cái display, cái display thì chúng ta cho nó flash như mình nhé, flash. Tạm thời như vậy nha các bạn. Và mình xuống dòng khai báo cho mình một cái thằng nữa có tên là justify content, thì bạn cho nó space center đi, center thì chúng ta căn giữa mà. Ok, hiện tại nó như vậy các bạn. Và tạm thời như vậy, xuống dòng mình khai báo cho mình một cái thằng nữa có tên là như sau. Nhất là chúng ta sẽ quy định cái trục của chúng ta là có dataset, chúng ta cho nó center nhá, cho nó căn giữa các bạn. Và tiếp tục các bạn, mình sẽ dòng khai báo cho mình một cái thằng là color. Cái color thì chúng ta cho nó là ba color line nhé, color line. Color chúng ta cho quy định cái màu chữ các bạn, thì màu chữ thì chúng ta cho nó là color black đi, cái màu đen đi, màu đen luôn nha, color black. Bấm cửa chọn S nha.
Ok, tạm thời như vậy. Và bạn xuống dòng, mày khai báo cho mình một cái position. Cái position thì chúng ta cho nó là relative nha. Nó phụ thuộc vào cái hẻ nắp bar. Phụ thuộc vào cái hẻ nắp. Hẻ nắp thuộc tính là display á. Position là fixed rồi. Thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào đó. Cái hẻ relative á, là nó sẽ phụ thuộc vào hẻ chai gần nhất có thuộc tính là position nha các bạn. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ xuống dòng, mày khai báo cho mình một cái transition. Transition nha. Transition, ok, transition này á bạn, bạn khác ghi cho mình chữ là var, mình sẽ dùng cái biến var, và mình cái var mình gọi lên cái biến là color, và sorry các bạn gọi là cái biến là transition nhé, transition, transition, ok, bấm vào cho mình, tạm thời như vậy nha. Thứ nhất mình đã khai báo mình cái height là 100%, width là 7 gram, display là flat, rồi justify content center, highlight tầm chúng ta sẽ cho nó là center luôn, color chúng cho nó color black, rồi position relative transition mình cho nó và transition. Ok, tạm thời như vậy. Mày tiếp tục bạn, mày xuống dòng đây, mày khi chúng ta hover vào cái chữ này các bạn, hover một cái chữ nào đó thì chúng ta sẽ cho nó cái đổi màu nha. Thì chúng ta sẽ nó sẽ đổi màu. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào sau? Nhất bạn đi vào hẻ nắp và bạn đi vào class là container. Và tiếp tục các bạn, mày sẽ đi vào hẻ UL, đi vào hẻ LI và đi vào hẻ A. Trong ở đây á thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau. Nhất á, khi chúng ta hover vào hẻ A thì cái màu chữ sẽ đổi, nó đổi màu, thì bạn ghi chữ là hover, hover, ok nhá. Trong cái hover này á, chúng ta sẽ cho cái màu chữ là color, bạn ghi là biến là va, thì chúng ta ghi là color primary nhá, color primary, primary, bấm Ctrl S nha, bấm Ctrl S để lưu, ok, thì chúng ta bấm thử rồi, hiện tại nó đổi màu đó các bạn. Thế nè, mình zoom lên cho bạn nhìn thấy nha. Đây hiện tại màu đen nè, khi chúng ta hover vào nè thì nó sẽ đổi cái màu tím tím nha, tím đậm nha các bạn. Ok, thì tạm thời như vậy. Và tiếp tục các bạn, khi chúng ta làm như vậy rồi thì chúng ta sẽ có một cái hàng nữa, nó mặc định khi chúng ta lót lên, lót một cái trang web á, thì mặc định nó sẽ hiện lên cái thằng home. Thằng home này nó giống như cái này các bạn, giống như home nè, nó sẽ có một cái background, cái màu á, cái màu nó sẽ như như vậy các bạn. Ok nhá, mặc định khi chúng ta lót lên thì nó sẽ cái thằng home này sẽ có một cái màu như vậy. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Nhất các bạn, bạn sẽ đi vào cái hẻ nắp cho mình, đi vào hẻ nắp. Và tiếp tục nha, đi vào hẻ nắp và đi vào cái hẻ class là container. Và tiếp tục bạn đi vào hẻ UL, đi vào hẻ LI và đi vào hẻ A. Trong hẻ A này bạn chấm một trình cái chữ là active nha, active. Và tiếp tục các bạn, bạn xuống đây á, bạn sẽ đi vào cái hẻ background nhé. Cái cho mình cái thuộc tính là background. Background là mình ghi là color primary nhé. Và mình color color primary. Primary. Ok nhá. Bấm Ctrl S. Tạm thời như vậy. Thì tại sao nó không lỡ đổi màu cơ? Bởi cái gì mình chưa đặt cái class cho nó mà các bạn. Ok, mình đặt class như sau. Nhất bạn bấm quay lại cái dự án, quay vào cái file index nè. Trong file index này các bạn, mình sẽ cho mình một cái class nha, trong hệ A này nè. Mình cho một cái class, có tên là một cái class nha, có tên là active nha. Active. Bấm Ctrl S cho mình nhá, bấm Ctrl S. Thì hiện tại như vậy. Oh, sorry. Oh, tại sao nó ẩn luôn ta? Cái chữ này các bạn, cái chữ này nè nó không phù hợp rồi. Mình sẽ không phù hợp với chữ này rồi các bạn. Nhất mình sẽ đổi cái chữ này nha. A nè, khi chúng ta mặc định cho nó chữ A này á thì nó sẽ cho màu trắng nha các bạn. Đâu mình sẽ lên lên cái hẻ A đâu rồi, cái A color black là sai. Nhất cái này các bạn, mình sẽ cho nó là mình sẽ cho nó cái hẻ A này các bạn. Hẻ A này mình sẽ cho nó color black gì mình nhé, color black. Ừ, cái màu như thế nào? Ok, color play thì cái màu nó mất luôn các bạn. Sao ta? About skill survive contest. Cái màu chữ này nó không phù hợp. À các bạn, mình nhầm lẫn các bạn. Thì các bạn sẽ nhầm sao? Nhất các bạn, bạn sẽ đổi lại cái hàng này giúp mình nhá. Ông cảm với các bạn, già cả rồi. Color, bạn ghi chữ là color black mình là màu đen nhá, color black. Và tiếp tục các bạn, mày xuống dòng ở đây, mày xuống dưới đây nè. Khi chúng ta hover á, chúng ta mặc định cho nó chữ là màu đen rồi thì chúng ta xuống dưới đây, bạn ghi chữ là cái một background thì màu tím, thì chúng ta cho nó color ghi là va, rồi bạn ghi chữ là va ghi là color color white, color black, white, color white đi, color trắng luôn, color white. Bấm Ctrl S nha. Ok, tạm thời như vậy các bạn. Thì mình đã cũng thực hiện xong cái phần này rồi. Mình coi lại cái mình đang thiếu thiếu cái gì nè. Home, About, Skill, Survive. Mình còn thiếu cái mục nữa bạn.
nhất trong cái phần này mình đã làm nè, cái home nè, about, skill, survey, portfolio, let's talk là liên hệ với mình á, portfolio là mấy cái dự án mình làm. Thì anh em còn thiếu hai mục này, hai mình sẽ thay đổi nha các bạn. Nhất mình sẽ thay đổi cái content với lại thêm một cái thằng nữa là let's talk nha các bạn. Thì sẽ làm như sau. Nhất bạn quay lại cái index cho mình nè, quay lại index. Những cái này cũng nếu mình sẽ đổi thay đổi xíu các bạn, nhưng có sao các bạn. Đừng quan tâm nhé. Nhất là bạn bạn cái skill survey rồi thì chúng ta sẽ có một cái thằng nữa, cái là portfolio là mấy cái dự án chúng ta làm á, là cái danh mục. Ok, portfolio. Portfolio và tiếp tục mình ghi chữ này á, mình ghi thay đổi mình chữ là portfolio và tiếp tục mình xuống dòng ở đây mình khai báo cho mình một cái thằng nữa là HLI. Trong HLI nè mình khai báo một hệ href, chúng ta href lên cái file là let's store và không ghi chữ là contact đi cho nó dễ, contact ok nhá. Và cái trong hệ A này mình ghi chữ là let's store liên hệ chúng tôi với các bạn, nó nôm na như vậy. Let's start. Ok. Nó có cho hết nha. Thì chúng ta coi trình diễn như thế nào rồi. Chúng ta coi portfolio. Let's start. Personal nè các bạn. Thứ nhất nè. About nè. Skill nè. Survive nè. Portfolio. Let's start nè các bạn. Thì chúng ta đã thiết kế xong phần Napa rồi. Nó mất thời rất là mất thời gian. Nhưng mà chúng ta hiểu vấn đề chúng ta làm được nha các bạn. Ok. Cảm ơn các bạn. Video nó cũng khá là dài rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở video sau nhé.